Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua, nhà nước đã bán thành công 51% số cổ phần tại Sapeco, thương hiệu bia, rượu, nước giải khát với tổng giá trị lên tới 4,8 tỷ đô la. Như vậy là nhà nước đã thoái vốn thành công. Thế nhưng nhiều người lại lo ngại rằng thị trường bia, rượu, nước giải khát sẽ bị chiếm mất bởi đại gia nước ngoài. Liệu điều đó có xảy ra và sau thương vụ này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Thì ngay bây giờ chúng tôi mời đến trường quay ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia về kinh tế. Dạ vâng, chào ông. Đầu tiên thì liệu ông có thể đánh giá về thương vụ này được không ạ? Thì tôi đánh giá đây là một thành công. Trước hết thì chúng ta thấy đó là cái giá, hay nói cách khác là cái phần tiền mà thu được từ cái việc thoái vốn này là bất ngờ và mức giá khá là cao theo cái đánh giá của thị trường. Và như vậy thì chúng ta đạt được cái mục tiêu là nhà nước thoái vốn mà không làm gọi là thiệt hại đến cái ngân sách nhà nước, mà ngược lại mà đã làm lợi cho ngân sách nhà nước một cái khoản rất là lớn lên tới gần 5 tỷ đô la Mỹ. Cái vấn đề thứ hai thành công đó là chúng ta thu hút được một nhà đầu tư mà chúng ta đánh giá là nhà đầu tư chiến lược từ Thái Lan, không chỉ đầu tư vào Sapeco mà đã có một loạt những cái hoạt động đầu tư vào thị trường Việt Nam trong một số năm gần đây với quy mô đầu tư lên tới cả gần chục tỷ đô la Mỹ. Thì đây là một cái nhà đầu tư mà đánh giá là có tầm cỡ và có cái hiểu biết và có thể là sẽ giúp cho phát triển Sapeco. Cái thành công thứ ba là cái việc mà nhà nước thoái vốn khỏi Sapeco là một cái minh chứng rõ ràng và hùng hồn nhất cho cái chính sách của chúng ta về việc là nhà nước sẽ không nắm giữ ở những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực, những cái doanh nghiệp mà thấy không cần thiết là nhà nước phải nắm giữ vốn. Cái thành công thứ tư mà tôi cho rằng cũng không kém phần quan trọng đó là cái việc mà chúng ta cổ phần hóa Sapeco thành công và cái việc nhà nước thoái vốn cho một cái nhà đầu tư chiến lược như vậy thì nó sẽ là một cái hình mẫu, một cái ví dụ, là một cái trường hợp điển hình để giúp cho chúng ta đẩy mạnh, thúc đẩy hơn nữa cái tiến trình cổ phần hóa, đổi mới, sắp xếp lại cái doanh nghiệp nhà nước trong cái năm 2018. Cái điểm cuối cùng đó là đối với trường hợp của Sapeco, chúng ta cũng thấy một cái minh chứng rất rõ ràng về việc là Việt Nam đã hội nhập như thế nào và đã biến các cái cam kết trở thành cái thực tế. Dạ vâng ạ. Vậy thì thương vụ này cũng như là những chính sách của nhà nước tiếp theo thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của Việt Nam ạ? Cái ảnh hưởng đầu tiên thì chúng ta có thể thấy đó là cái sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Khi mà với cái việc thoái vốn này thì cái khu vực kinh tế nhà nước, mà trong đó doanh nghiệp nhà nước làm trụ cột, chắc chắn sẽ có những cái thay đổi cơ bản. Cái vấn đề thứ hai đó là cái ảnh hưởng liên quan tới tạo ra một cái tiền lệ rất là tốt cho cái việc là nhà nước sẽ tiếp tục thoái vốn trong cái thời gian tới. Và khi cái sự rút lui của khu vực nhà nước khỏi những cái lĩnh vực mà thị trường có thể đã đạt và sẽ làm tốt thì chắc chắn nó tạo ra những cái cơ hội kinh doanh mới cho các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư trong nước cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ ba mà chúng ta cũng thấy đó là thông qua cái việc nhà nước thoái vốn với một cái mức giá thị trường cao như vậy thì nó giúp thúc đẩy phát triển cái thị trường chứng khoán, thúc đẩy các cái hoạt động M&A. Cái điểm thứ tư nữa thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng đó là thông qua cái việc này thì ngân sách nhà nước đã có một cái khoản thu có thể nói là khá lớn trong cái bối cảnh mà chúng ta cũng đang cần phải tái cơ cấu các cái khoản thu chi ngân sách nhà nước để phục vụ cho cái vấn đề về đầu tư phát triển. Và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng cũng rất đáng quan tâm là bởi vì đối với những ngành rượu bia hay cái nước giải khát chẳng hạn thì cái sự phát triển của nó chắc chắn sẽ kéo theo các cái khoản thu ngân sách và giúp chúng ta có thể là cải thiện được cái vấn đề thu ngân sách nhà nước thông qua các hoạt động tốt hơn của những cái doanh nghiệp như vậy. Dạ vâng ạ. Thưa ông, thế nhưng mà lại có rất là nhiều những ý kiến cho rằng khi mà chúng ta bán 51% số cổ phần của Sapeco cho đại gia Thái Lan thì như vậy thì liệu thương hiệu Sapeco có bị biến mất không ạ? Quan điểm của tôi, mỗi một cái thương hiệu đó thì chúng ta cần phải trân trọng. Tuy nhiên thì cái sự tồn tại, phát triển hay thậm chí là biến mất của một cái thương hiệu nào đó thì chúng ta hãy để cho thị trường. Cái việc giữ thương hiệu như đã nói là chúng ta cần cái sự nỗ lực. Tuy nhiên thì cái sự kết quả của nó hãy để cho thị trường quyết định. Thì có như vậy mới đạt được kể cả cái vấn đề về hiệu quả kinh tế cũng như là cái giá trị thương hiệu mà chúng ta thật sự trân trọng. Gần đây tôi được biết là cũng không ít những cái thương hiệu của Việt Nam do các cái doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng lên có khả năng phát triển rất tốt, thậm chí là đã vươn lên tầm toàn cầu.
và ngày càng nhiều những cái doanh nghiệp hiểu rõ được cái giá trị của thương hiệu, cũng như là họ có một cái cách quản lý thương hiệu một cách chuyên nghiệp và phát triển cái giá trị thương hiệu đó ngày một cao hơn, thì đó chính là những cái bằng chứng thuyết phục nhất cho việc là khi chúng ta muốn giữ một cái thương hiệu nào đó thì phải bằng các cái biện pháp, phải bằng các cái công cụ về kinh tế, về phát triển thương hiệu theo các cái quy tắc, theo các nguyên tắc thị trường, chứ không phải là bằng các cái biện pháp duy trì, chỉ là mong muốn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông ạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những phân tích của chuyên gia kinh tế, và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.